Con chào Đồng Ốc, mong xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình mời bà con trên kênh chợ Đồng Ốc mong xem cách họ xuống nông sản và bảo quản nông sản như quý vị. Bí quý vị. Bí Hàn Quốc. Bí ra gì? Đó. Chỗ này á là nông sản Đắk Nông quý vị. Nông sản Đắk Nông ở phía sau chợ cuối đường số 4 á, để một chút xíu nữa mình có ra bên ngoài đó mình hướng dẫn cho bà con ở đến đây biết chỗ là mua hàng. Này là hàng công luôn quý vị, hàng cũng đủ loại hết quý vị. Hàng bao chứ không? Hàng bao chỗ nhanh. Họ nhanh nè. Dọn hết ra mấy anh trai, mấy anh đang dọn. Mình là YouTuber mà quý vị. YouTuber đi chia sẻ đây. Alo, nghe Nhẫn ơi. Biết mà. Rồi. Tới mười mấy quá, tới mười mấy phút lâu lắm, đừng lo. Cái này đúng không ta? Rồi. Dạ, em biết. Ruột bí này nó da vàng lắm nha quý vị. Có cái giá mình quay chơi vậy chứ cái giá không có. Coi anh em làm hay được. Công vô quá mình chia sẻ hình ảnh là hoạt động là được, giá không được, nó nhạy cảm. Nhưng mà cũng dễ lắm cái gì. Củ hành nữa đó, củ hành, củ tỏi có luôn cái gì. Củ hành tây. Nhưng mà chia sẻ cho vui á. Rồi chia sẻ cho vui á. Thì cho bà con có cái nhìn. Cho khán giả xem trên kênh chợ đầu mối Hóc Môn có cái nhìn cái hoạt động của chợ đầu mối Hóc Môn. Họ bán sỉ như thế nào? Đây là sỉ nè, khán giả cứ hỏi mình là sao mà chợ sỉ mà cứ đi bán hàng bán lẻ. Bán sỉ là mình phải trực tiếp mình lại mình nói chuyện với người ta, cái giá của người ta bán cho ít khác nhiều khác. Mối mua nhiều khác, mối đi tỉnh khác, nhiều cái cách nó bán lắm. Thành ra là mình chia sẻ video á, gọi là mình làm video mình kiếm view á, làm YouTube kiếm tiền á, thì họ cho chỗ anh em quen biết thì cho chứ không phải khó khăn gì. Nhưng mà có cái giá đó đâu có biết đâu, thấy bà con biết. Nhưng mà có bà con chị em nào mà mua hàng về bán liên hệ với mình lại để mình mua thì được.
thì có giá đó. Hãy thử nữa mua chưa bán cái gì đó, rẻ nhắm mình rẻ được là mình mua, đâu có ai mà ép mình mua mà nó mắc đâu quý vị. À, thận mua vừa bán là thấy ok là mua vậy đó. Đây là chỗ bán sỉ đó, thì mình thông tin đến khán giả người xem của mình, giống như bạn hàng á, quý anh chị em ở khắp nơi có mua kinh doanh về cái bí này vậy đó, có cái mặt hàng này, có kinh doanh về mặt hàng này đó, thì mình như là cái cầu kết nối giữa cái người tiêu dùng đến với cái người bán hàng, chỗ bán sỉ cho bà con biết, để bà con mua về nhằm mục đích là tăng cái lợi nhuận, để bà con biết chỗ để mua. Chứ còn mà nó đông giống như lẻ đâu, lẻ ngoài người ta để giá, còn sỉ là vậy đó, có giá gì hết rồi. Có giá gì hết nha bà con, mà mua là ta bán. Lạ vậy, mua bao nhiêu cũng có. Chà, chỗ này là chỗ anh Quang, Quang mình vô mình quay giờ sỉ ở trong trong chợ Hàng Bông á, mà cũng nhà anh ở trong đó, cũng của anh, ở đây cũng của anh, có cái mình quen thì mới được quay video, khó chịu. Phải mà vô quay video á, mình làm muốn quay đâu mình quay đâu khó. Ở đây có bán con hành tây nữa nha quý vị, hành tây nè, bí này nè. Đây nữa nè. Bí Hàn Quốc. Bí Hàn Quốc. Này mình xí lụm nè. Này mình xí lụm đường trái nè, chút nữa đem về nè. Chỗ này là cái góc á, chỗ này là bán sỉ á, đúng sỉ luôn. Đúng sỉ luôn nha bà con. Nơi bán sỉ đúng chỗ bán sỉ là cho mấy anh bán sỉ đó. À đúng rồi, câu đó mình nói không phải dư đâu. Bán sỉ là cho người bán sỉ. Cái hệ này là hệ bán nhiều. Thì hôm nay là ngày 5 năm, cái gì quên nữa giới thiệu. Rồi mấy cái bên đây nè quý vị, rồi mấy cái công đó đó là đang hoạt động hết á, là cái kho đó. Kho đó. Rồi đây nè, đây nè. Nè cái loại đó là nằm đây nè. Đây em lành có cắt ra nè, mình khỏi cắt. Đó. Thì chỗ này á là chỗ này là đường cứu đường số 4 quý vị. Sáng mình ra đây nè quý vị, mình ra đây bên đây là bán thịt heo nè, thịt heo siêu rẻ nè. Rồi chỗ này chỗ em lành bán nè, bên đây là Vũ Ngọc bán thịt heo nè, kế bên kia là Khang. Vậy có gì đâu bà con, dễ biết lắm. À, nè cái đó bảng Đắk Nông của mấy ảnh nè. Đó, nông sản Đắk Nông á bà con. Đó thì mình đó đang ở trong đó mình đi ra đó. Đó bán sỉ vậy đó.
ngày nay mùng 5 tháng 5 người ta biết nhậu thì người ta đi nhậu, mình không có ăn nhậu, đi kiếm cái video đăng lên YouTube để cho bà con cô bác xem để biết nơi bán sỉ. Thì mặt hàng bán sỉ đây đủ loại hết, nhập khẩu có, trong nước có. Anh để chữ nông sản Đắk Nông nè, thì theo mình được biết á, là những người tiểu thương ở đây á, thì ai cũng vậy á, cũng phải nhập hàng về bán, thành ra bà con á, củ cải Đắk Nông mới. Mình có thấy bà con á, trồng củ cải Đắk Nông bán rẻ cũng thấy thương quá gì. Thì anh này nè, anh mới để là nông sản Đắk Nông nè, thì bà con ở Đắk Nông á, xuống liên hệ gai thảo Đắk Nông nè, bắp cải Đắk Nông nè, cái su Đắk Nông nè, cà chua Đắk Nông, khoai lang Đắk Nông, khoai tây Đắk Nông, cà tím Đắk Nông, rồng nô hợp tác xã An Thịnh gì nè, có luôn nè, Đắk Sông, su ở Đắk Ha, cà chua ở Tuy Đức, cải thảo ở Đắk Cà Long. Xa quá quý bà con có thấy không? Ở cái bảng mà nó hoành, mấy anh làm bảng hoành tráng đầy đủ. Thì là cuối đường số 4 mình gặp cái bảng này nè, là nãy giờ mình đi quay vô đó. Ủa sao mà không có bán củ cải ra? Không có củ cải bà con ơi. Rồng nô ớt nè, bầu sao Đắk Sông nè, rồng nô nhiều. Rồi nó cho bà con tham khảo vậy để biết nơi, biết nơi bán sỉ. Rồi mình chia sẻ video này là cái hoạt động nhập hàng vô của nơi bán sỉ cho mấy anh bán sỉ. Đây nè, rồi đây nè, em Lành nè, sáng ra quay em Lành nè, em Lành mới chạy ngang nè, em Lành bán nhà hàng đây nè. Đó nè, review cho bà con coi. Bỏ đừng có nói cải trắng mà 30.000 nha, xỉu liền tại chỗ luôn á. Đó, hành nè, anh 25.000 đó. Rồi hành tây 15.000. Cà bắp cà nâu 10.000, cà pháo 15.000, dưa 15.000. Thì bán lẻ ta để như vậy đó, còn bán sỉ nó khác, bà con thông cảm. Nhạy cảm lắm, nhạy cảm giá với lại mua, mình mua ít mua nhiều nữa, nó theo cái giá nó phù hợp. Bà con nói sao không quay hay mặt hàng sỉ, quay mặt hàng lẻ thì có giá liền, có cần hỏi. Kiệt này lên đội trưởng rồi, hết giá rồi, đó này là kiệt, giá là kiệt không á. Đây lên ship hả Kiệt? Đây lên ship rồi, khỏe rồi.
người lao động làm đó quý vị. Mấy anh nãy mấy anh dọn công á đó, giờ mới mới chắc vô nè đó. Bởi vậy bà con á, ở đất nông mà củ cải của bà con mà bán ra ở chợ mà 5.000, 6.000 là mình hiểu liền nữa nha bà con. Đó, người ta chở chuyên chở xuống á, rồi mấy anh này là bốc vác nè, xuống xe nè, cứ 1 tấn 80.000 đó. Bữa nay có lên không, 1 tấn 80.000 lâu rồi á. Rồi họ lên họ xếp xuống. Rồi củ cải của bà con còn phải đi rửa một chập nữa nó mới là trắng như ngọc trinh rồi mới bán được nha quý vị. Chứ đất không bụi bặm dơ hèm đâu có được. Thành ra bà con là thu hoạch bán cho lái, lái nó mới thu hoạch, nó trả chập tiền nó phải lời chứ. Lái tại địa phương phải lời chứ, rồi chắc lên xe nè. Thì củ cải đó y chang như là bí này chứ gì đâu. Rồi xe chở xuống đây là hết chập tiền xe nè. Đó rồi ha, bỏ lên đó thì xe nó quy định ra 1 ký vậy bao nhiêu. Chứ 1 tấn 1 triệu thì cứ 1 ký 1.000. Vậy đó bà con. Rồi xuống đây rửa cũng vậy. Đây là chủ là Nhẫn nè, Đinh Tàng Nhẫn. Cứ rửa thì nó cũng có ký lô, ta rửa ra 1 kg thì nó có giá tiền hết. Rồi á, ship ra ngoài chợ bán á, thì phải chở ra ngoài chợ một chập nữa. Rồi còn phải vô bao, vô bịch á, mới là có là bịch 5 kg rồi bịch 10 kg. Mà đã vô bịch rồi mà bán á, mà có 5.000 ký, 6.000 đồng 1 kg là thôi rồi, bà con bán 500-600. Quá là nhiều công đoạn rồi. Cái anh bí này chứ anh đâu có cần rửa, thu hoạch rồi cái chắc vô bao đỡ rồi, đỡ vụ rửa. Đó là lao động chân chính, bán mồ hôi sức khỏe kiếm đồng tiền cực lắm. Hay làm gì nào, hôm nay vô chợ tình á, mình làm cái bức tranh tả thực cuộc sống của người lao động. Hiện nay là ngày mùng 5 tháng 5, đâu phải ai cũng sai cũng xỉn, đâu phải ai cũng nhậu nhẹ. Nên cử như mấy anh em này nè, phải làm thấy bà kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chứ đâu phải, đâu phải ai nói mùng 5 tháng 5 cũng sai cũng xỉn, không có tiền cũng phải đi làm. Đúng là một bức tranh sống động nhưng mà con về cái xã hội nhân sinh thấy thương không? Anh chú anh nó cũng lớn tuổi 60 có thôi, làm xin mẹ anh ơi,
nên cho một phép quay video chứ không dễ rồi. Đó, ông không giác vô à. Trong 48 feet nhiều lắm. Đang làm video. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha. Chị đây là chồng bác sĩ với bà con. Đó. Bà con hỏi chỗ bác sĩ, đây là chỗ bác sĩ. Rồi có bạch lấy cái bạch còn phải vô bao vô bạch xem chỗ bác sĩ. Bạn hàng thì kiếm chỗ bác sĩ rồi nói quay quay to quay tạo đầu mối to quay cũng lẽ không thì cũng xin thưa với lại bà con thì mình làm video mình muốn kết nối giữa cái người bạn hàng người tiêu dùng đến với cái nơi bán, chỗ này bán món này, chỗ kia bán món kia. Cũng xin lỗi cô chú anh chị em á, nhờ mình hỏi những cái mặt hàng thì cái đó là cũng là một cái động lực để mình đi làm quay video. Nhưng mà có cái mặt hàng của bà con á, hỏi nhiều khi nó cũng thấy cái giờ rồi thời điểm nữa. Ví dụ như có bà con hỏi bắp chuối bào là phải 12 giờ 1 giờ á, rồi còn có chỗ cho quay hay không hỏi nữa, chứ đâu phải là mình muốn hỏi cái mình hỏi cái gì tự gì á. Cái môi trường, cái chỗ làm việc của người ta có muốn cho làm video không, cho đưa hình ảnh không? Nhiều khi nó không có được sạch sẽ rồi sao họ dám cho quay video khổ vậy đó, chứ không phải đâu. Còn họ sạch thì họ mới cho, cứ chèm nhe mà sao họ dám cho kiểu vậy đó quý vị. Sao có quảng cáo mấy này bốc xếp không? À, đây là anh này là trưởng đội bốc xếp nè. À, xin thưa với bà con mà nếu mà muốn bốc xếp ở trong thành phố thì cứ liên hệ với mình. Đó là quyền mấy anh em này nè, thấy thương không, là liên hệ ở đâu đi nè, bao luôn cái vụ mà dỡ nhà luôn dỡ nhà dọn nhà gì là liên hệ tới là ảnh xúc hết luôn á đó. Đó quyền đội anh em mình, thấy thương không, 25 anh em mà hả. Cái đó bà con xem trên video này, có xem tới đoạn này thì cái thông tin đó là mình đưa là chính xác có thật nha quý vị, là mấy anh em ốc xếp đây nè đó làm nhiệt tình thấy thương vậy đó. Thì ai cũng có cái giá rồi quý vị, có cái giá nó cụ thể, ví dụ tấn vậy á, để hỏi luôn biết luôn, tấn là 80 hay sao á. Em tấn xuống là 80 hả? 80 là tính tiền bồi dưỡng thì tới 100 ngàn. 100 ngàn, à tấn. Cũng như là tấn 80 mà tính tiền bồi dưỡng này gì đó, em nói nôm na vậy đó, là 100 ngàn.
một tấn giác vô cắt em đó, em đó là trưởng cái nhóm này, đội trưởng đó. Bà con có cần gì bốc xếp á cứ liên hệ với mình, chút nữa bỏ cái số điện thoại mình lên trên video luôn. Bà con muốn liên hệ với em đó thì nói mình dễ thương lắm. Mấy em làm công mà nói chuyện thấy thương, thương là chỗ là cần cái việc làm để nuôi 25 anh em, thành ra cần cái việc làm nó cũng tương đối nó nhiều. Xa dữ trời, 48 feet của ta đó. Tưởng ai nghe em bốc xếp quen. Đó thì thông tin vậy cái gì. Bà con, bà con mua sĩ thì mình làm video này gửi đến quý anh chị em xem cho biết cái chỗ bán sĩ nông sản, nông sản Đắk Nông nha quý vị. Thì bán rất là nhiều loại hàng chứ không phải là bí này, nhiều lắm. Thì bí hồ lô nè, thì hôm nay là đang này là bí hồ lô Hàn Quốc gì đó. Thì để bà con biết tới mua. Rồi hoạt động của anh em làm là như vậy, và cũng đủ nhân viên quý vị. Gặp em á là bên bốc xếp, thì hôm bữa chính em này nè là nhờ mình á là thông tin lên bà con á, để bà con có cái nhu cầu bốc xếp tháo dỡ nhà cửa luôn, dọn nhà di dời nhà vậy đó. Rồi những cái việc làm gọi là lao động phổ thông á đều tới gặp em này được hết, em lãnh hết á. Thì lãnh mà mình thấy phù hợp thì mình kêu em làm, nhưng mà vui vẻ nha quý vị, vui vẻ quý vị. Cái anh không có cái cạc quý vị. Ê đâu có đâu, em đâu có cái cạc quý vị hả? Đội trưởng đội phó, em đâu có cái số điện thoại, đâu có cái cạc hả? Cạc chưa sắm anh mới. chưa sắm. Đi theo không dám luôn. À em tên gì quên rồi. Hả? Số điện thoại 0357 55 98 779. Em tên gì quá rồi. Long Long nói đọc số điện thoại là giùm coi. 0357 55 98 779. Rồi cảm ơn. Rồi bà con nghe không bà con? Nói thiệt ấy, chứ không phải mình nói đùa đâu á. Gọi là lao động phổ thông á, viên đội này đông lắm. Mình xin kết thúc video tại đây nha bà con. Đó thì hoạt động của nơi bán sỉ, nhập hàng về bán sỉ, nơi bán sỉ chỗ này là chỗ nào thì mình cũng có giới thiệu tương đối qua như vậy. Thì có nhân viên nó gặp Long á, muốn có cái việc làm về cái mảng mà bốc ship hàng hóa, rồi nhận luôn á là di chuyển di dời nhà cửa rồi, thì cứ kêu em nó gọi là nói về cái vấn đề mà lao động phổ thông á, thì em nó có đọc số điện thoại đó quý vị, thì mình bấm lại, mình bấm dừng lại chỗ đó mình nghe.
chính miệng em đó nói, không phải là mình chia sẻ gì. Đây họ cần, rất cần, rất cần việc làm để thương. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.